Mô tỏ trên hâm, chậu căn nghị quyết nghị chậm nhất, ban chấp hành trung ương đảng này, dân cổng sĩ dân số diêm nai diệu chàng, cấp lấy trình tỏ hàng kha, buôn mô tỏ dân tộc trụ miền, diệu quỷ phòng dân số truyền thông, cấp giả bùa miền kha, trung tâm y tế cao lộ quỳnh Lạng Sơn xanh, đã tỏ xiết trăm cổng sĩ, hùng thảo mô tỏ dân tộc trụ miền, chàng diêm có xả thổng khâu, quyền nại tỏ hăng diêm dìa lầu miền kha, buôn mô tỏ diêm tẩy bùng nay. Bang buồn tỏ hàng chất lượng dân số diêm tẩy vùng. Hơn chất triệp miền nhẳng cách hàng diêm xả vùng tài phàm phố xá xã Cao Lộ Quỳnh, trang tốt tham gia lệ trình tổn thông, tư vấn mảng cầu miền khá nhẳng cách hàng, tỏ miền các tiểu sĩ, miền cụ hoài cảng thăm, miền lộn hoài cảng trụ do Trung tâm Y tế Cao Lộ Quỳnh tổ chức. Diêm lệ trình, các ông mổ cổ đã tốt tổn thông, dùn các tiểu bệnh, miền nhẳng cách hàng xỉ chẳng buồng hăng, bệnh huyết áp hằng, bụng vỉa sấp, bạt diêu, xin búng núi, mùi trình vải. Tò bùa kheo cây màng cầu theo dõi miền khá buồn xin, kết môn thể thao phù hợp, liều tò hăng miền khá. Tớ có lệ trình này, băng vườn thoang miền khá nhiều tròi buồn thỏ miền hàng cây hằng, tòi miền cắp tiểu sĩ, miền củ hoi càng thăm, miền lùn hoi càng trụ. Thì được nghe sự truyền thông của cán bộ xia túc muộn tỏ bùa dìa trên hữu en vây đã hữu tu mài quần tiểu dị duân mạng cầu khá pun khăn cắp tỏ bùa toàn pun mỗi miền diêm cả hình hữu liều mạng cầu miền khá mát tan mài có xỉ chậu hùng thảo mạng cầu lồng miền hàng cách hàng xi hữu quỷ chậu căn đề án tỏ hàng chất lượng dân số, vòng dân số tổn thông, các giáo bộ miền khá, trung tâm y tế Cao Lộ Quỳnh, thông liêm nhốc tỏ hàng có sĩ chở tổn thông, kheo cây hóa hóa miền, mảng cầu miền khá dung củ hòa, buôn nhu miền, diêm xì hồ tứ chậm thảo phải chập chua nhẳng, hiếu dẫn tiêu lệ khi sự lòng có hỏng cả nay, xin mắc buôn mải xin, cáp có hỏng mía lòng buôn miền khá dung củ hòa. Phun lên diêm chiếm nhảy hạ, Trung tâm Y tế Cao Lộ Quỳnh đã tổ chức tốt đùa dồn tuần thông, giảm có xả tại hàng cặp trại Quỳnh này, siêu tốt phát bé tỏ mùa tham gia. Mai có lẽ nhau năng, tỏ bùa tỏ mùa nhau miền, hiếu sử lông có khéo cây, xin mắt bùn mải xin hiện đại, mắt dung tại pham tàu cổ hoa, mắt kín bùn mải cổ hoa vào xin, châu can sĩ khảm đảng dung, cắp căn gang dung, ê xì hủ quê tình. Hôm nay thì tôi đã được nghe các cán bộ dân số in hoa dìa túc muộn cán bộ tò bùa có khéo cây bùng xím mắc bùn cùng hoa phảo xin dìa chay ỏi ruộng lồng in hoa túc muộn cong đỏ mai hạ dùng dìa mắc cảnh hưu dìa đạn này dìa on hưu liều lồng và được các cán bộ giải thích rất là rõ ràng. Trên địa bàn xã của tôi đang phụ trách ấy, thì là có 300 xiêm tể bung xà dìa đang chấu xỉ mai tháo chiếc chiếc quần pè nhau miền lồng có khéo gây bùng xiêm ma bùng cùng hoa phảo xin diêm hằng xà chây mai khéo gây to búa duấn mạng cầu khát diêm hà to xiết thảo có lăng chàng diêm tể bung mua tỏi chây hưu chấu căn sức khỏe sinh sản xuống các thôn bản trên địa bàn. Dâm có xả tây hăng cặp chảy, kéo vào dịa chiền buồng tham khâu, liều tòa hăng chất lượng dân số, bé hệ chủ tòa hăng chất lượng của nghề chuyên môn, buôn đội ngũ cán bộ y tế tẩy bùng. Nhất bệ, xịa hộ sinh, các cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số láng tràng. Vậy nét bếp vườn miền nhâm con, chầu lồng cổng xỉ tổn thông tư vấn tỏ bùa, sửa lồng có khéo cây, xin mắp bùn mải xin, khéo cây hóa hóa miền. Nhất bệ mai buồn kheo cây xím mắp bùn mải xin chủ có xía hộ sinh mai buông nghề lồng thỉnh hiếu chậu hiếu đỏ ấy này vòng dân số tùn thông các xào bùa miền kia xì tràn phai buồn miền này mình tụ có lớp tụ huấn toang buông nghề toang kỹ năng tư vấn tùn thông liều niềm vua hiếu chậu lồng cổng xì nay diêm tẩy bùng ba mua tỏi tu chip lành cắp có hỏng cả nay xím mắp bùn mải xin tu hãy. Y chán diêm chầu xỉ diêm mẫu sơn xà diêm diệu chầu xỉ bê buồng trăm khâu nhân bê tỏ mùa tỏ mùa chầu can có khéo kỳ vùng xim mắc bùn cùng hoa phảo xin quế lớp tụ này diê tụ tỏ hàng hiểu tròi liều mạng cấu khá bùn mùa tỏi tụ lồng hơn liều tỏ mùa hữu đỏ duấn xỉ vùng xim mắc bùn cùng hoa phảo xin ngày một tốt đẹp hơn. Cao lộc bé quỳnh cặp trái diêm làng sơn xanh, y tràn lầm quỳnh thông mài đùa xả vùng tài phàm, chiên chẩm khâu.
hầu lưu mua tỏi diêm có xả này, dành bế mua tỏi dân tộc chủ miền, nhiều tròi sầu rằng mua tỏi má hằng, kẻ tình kéo vào dịa chiền buồng tham khâu. Diêm này, mai buồn phong tục lũ tỏi, vẫn bữa xảy chiết diêm mai buồn tẩy bùng năng. Mua tỏi nằm dung tụ tàu ton, liều găng hoi mài miền trạng hồng lầu. Dùng thăm của ngoà, liều găng hoi mài miền mảng cẩu. Vẫn bế nhiều tròi nằm mua tỏi này. Vậy này, trên chậu khâu bốn cổng xì tuần thông, tò bùa mua tỏi, chậu can có chính sách dân số khéo cây hóa hốt miền. Đáng chân sĩ này, nhà người tin nghị chập phàm, phòng dân số đã đề xuất có lời trình liều tò tàu trung tâm tham mưu các ủy ban nhân dân quyền, tò tàu chậu can thăm cổng xì tuần thông, tò hằng chất lượng dân số. Diêm nhằng đã cắt tỏi có ban ngành đoàn thể, tuần thông tu phát bé dụn, siêu tu hơn chập bít thiên dụn miền muộng. Tháo hóa miền tuôn thông, tu phát nhị thiên dụn, buôn phát thiên hua, cấp phát hơn chậm thiên sầu chay cơ hòng. Quỷa tuôn thông tỏ bùa, đà mai hơn thiên tỏi ảo gỗ, hiếu sử lồng xiang có khẻo cây, xin mắc buôn mài xin, bụ hơn bé buồn bé khẻo cây. Công sĩ tư vấn, khảm mảng miền khía đàng khi thầy cha, mảng cầu khía miền nhẳng cây hằng, khảm đàng dung, căn găng dung cảo, băng bưởng toàn chất lượng dân số diêm có xả vùng cu tại hằng, tây bung cạp trài diêm lầm quyền. Qua triển khai các hoạt động về công tác dân số, nâng cao chất lượng dân số. Quyết tỏ xiết các cổng xì diêm tây bung quyền thông mại quần tiểu khâu hằng, quần miền xiết tài pham tạo cùng hòa thông bụ hằng, quần cùng hòa ton cùng hòa xiết dung xiết, mắc cảnh bành tỏi. Các mũi tiểu khâu này xịu thảo trung tâm y tế quyền tiếp tục tò tàu có thảo mua tỏi cho căn chuồng chính sách đáng các quốc chàng này ban quần tò mai kẻ tỉnh xã hội diêm tẩy bùng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhà ấy thiên nghỉ chia phẩy các lộ quyền dễ khá tăng bưởn miền hữu sử lồng có khẻo cây xin mắt bùn mài xin hiện đại hơn y bưởn pẹ bưởn miền dung tài pham tàu cùng hoa giảm tứ lệnh y thảo lệnh pia bưởn pẹ bưởn cùng hoa ton cùng hoa xía dùng chiết giảm lệnh pia bưởn pẹ điểm pẹ khắp nhà ấy thiên nghỉ chia pham liều trở xung có chỉ tiêu con cùng ngoài phòng dân số tổn thông cấp giả bùa miền kia trung tâm y tế cao lộ quyền chủ cấp tỏi có ngành đoàn thể có tổ chức xã hội châu lồng công sĩ tổn thông toang nhiều tròi buôn mua tỏi duần công sĩ dân số khéo cây hóa hút miền toang nhiều tròi buôn đội ngũ cán bộ nhất bé cán bộ cấp xã các công tác viên dân số đảm bảo chầu căn có nhiệm gì duần dân số thảo tòm hay quyền này băng bưởn toàn chất lượng dân số diêm tẩy bùng.